Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một đấng bảo trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là Thần Khí sự thật, đấng mà thế gian không thể đón nhận vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em. Thầy sẽ không để anh em mồ côi, Thầy đến cùng anh em. Chẳng bao lâu nữa thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần anh em sẽ được thấy Thầy vì Thầy sống và anh em cũng sẽ được sống. Ngày đó anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy và Thầy ở trong anh em. Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy thì sẽ được Cha Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy và sẽ tỏ mình ra cho người ấy. Đó là lời Chúa. Thầy sẽ không để anh em mồ côi, Thầy sẽ đến với anh em. Kính thưa cộng đoàn, như đã giới thiệu đầu lễ, thánh lễ 3 giờ chiều hôm nay, Chủ nhật 17 tháng 5 2020, cũng như các thánh lễ khác mà không như các thánh lễ khác, nó cũng như các thánh lễ khác. Nếu chúng ta tham dự thánh lễ này một cách thói quen, một cách luật buộc theo tập quán, nhất là sau thời gian cách ly như thế, và khi đến trong nhà thờ hoặc ngoài nhà thờ để qua các màn hình trực tiếp đó, chúng ta thấy lễ nào cũng như lễ nào. Cho nên Chủ nhật hôm nay cũng như các Chủ nhật khác vậy. Tôi nói là nếu là như thế. Còn tôi nói là thánh lễ hôm nay không như các thánh lễ Chủ nhật khác, dù vẫn là Chủ nhật Phục sinh. Bởi vì ngày 17 tháng 5 20 chỉ có một lần trong đời của chúng ta và trong lịch sử của nhân loại và của thế giới. Cái gì xảy ra một lần trong đời, cái tâm tình thái độ của chúng ta phải thế nào? Không lẽ chúng ta đón nhận nó một cách thói quen sao? Không lẽ chúng ta đón nhận tham dự nó một cách máy móc vô vị, mong cho sống, ông cha làm lễ cho nhanh, hay đi về, đi biển, trời nóng quá. Có phải vậy? Không, không thể. Tôi muốn nói điều đó để thưa quý ông bà và anh chị em rằng, dù sau thời gian cách ly khá dài, chúng ta cầu nguyện ở nhà hoặc tham dự thánh lễ online cách nào đó, thì cái tâm tình đời sống của chúng ta đối với Thiên Chúa có chuyển biến, có đổi thay không? Trong lời nguyện đầu lễ, giáo hội nhắc nhở chúng ta thế này: Lạy Thiên Chúa, trong những ngày vui này, mùa phục sinh là mùa vui, xin cho chúng con được sốt sắng cử hành mầu nhiệm Đức Kitô phục sinh. Vì Chúa sống lại để giải thoát, đem niềm vui bình an cho chúng ta mà không ai ngoài Ngài có thể đem được niềm vui và bình an đó. Như Thầy tuyên bố, Thầy để lại bình an cho anh em. Thứ bình an mà thế gian không thể ban tặng được kia, và không ai có thể cướp mất được kia, chỉ có mình Ngài, chỉ có mình Thầy mới ban cho chúng ta. Thì chúng ta cầu xin để khi chúng ta cử hành cái mầu nhiệm Đức Kitô phục sinh này, thì chúng ta xin cho Ngài được hiện diện, có mặt không chỉ trong đời mà cả trong lòng của chúng ta nữa, để Ngài đổi mới chúng ta. Đây là điều quan trọng. Nếu sau thời gian cách ly của tuần thánh, của tuần bát nhật và những tuần kế tiếp vừa rồi, chúng ta phải cách ly như thế, thì cái cảm nhận của chúng ta về sự hiện diện của đấng đã chết và sống lại vì tội lỗi chúng ta, vì tội lỗi của mọi người của chúng ta, có biến đổi tôi không? Tạm gọi sau thời gian cách ly đại dịch này, lòng tôi, tâm tình đạo đức của tôi, thái độ tham dự thánh lễ của tôi thế nào? Có chuyển biến, có đổi thay không? Nếu không chuyển biến, không đổi thay, tôi cho rằng tiếc quá, phí quá. Trong bài đọc 2, chúng ta vừa nghe Thánh Phêrô nhắn nhủ con cái của Ngài, cũng là nhắn nhủ với chúng ta. Thưa anh em, Đức Kitô là Đấng Thánh, là Thiên Chúa ở cùng chúng ta.
Anh em phải trả lời cho những người khác khi họ chất vấn, tra hỏi chúng ta về niềm hy vọng, về niềm đức tin của chúng ta trong cuộc đời này. Chúng ta sẽ nói với họ làm sao? Anh là người, chỉ là người có đạo, anh chỉ tin gì? Anh chỉ hy vọng cái gì? Cái gì là niềm vui và bình an của anh chị trong cuộc đời người Công giáo tại thế này? Hay là cũng như tôi thôi, cũng như những người vô tín, cũng như những người vô đạo, thậm chí là người lương các tôn giáo khác, chỉ đi tìm kiếm niềm vui và bình an trong danh lợi thú, trong danh vọng, chức quyền và những cái thứ khác phàm phù vân của cõi đời này? Chúng ta sẽ trả lời sao? Tôi là người có đạo, tôi hy vọng cái gì? Tôi tin ai? Vậy thì hôm nay một lần nữa để tôi khẳng định với quý ông bà và anh chị em, ngày 17 tháng 5 này, Chủ nhật này, không như các chủ nhật của các thánh lễ khác. Bởi vì nếu thánh lễ chỉ có ông cha ra làm lễ, hát ca nhập lễ, vinh danh, đọc lời Chúa, rồi trong lễ rước lễ xong đọc thông báo đi về, lễ nào như lễ nào cũng có đúng. Nhiều người nhận định thánh lễ nào như lễ nào thật, mà tôi cho là không, cũng như nhưng mà không như, là bởi vì, xin lỗi, không có lễ nào mà lời Chúa trùng hợp. Lời Chúa hôm nay ngày 17 tháng 5 nó sẽ khác tuần trước, khác tuần sau, khác những tuần tháng trước, tháng sau này kia. Ít nhất phải 3 năm mới lặp lại một lần, mà lúc đó tôi còn nhớ gì không. Cho nên tôi nói rằng cái lễ hôm nay nó phải khác những ngày lễ Chủ nhật khác. Hãy đón nhận đó. Mỗi thánh lễ có hai phần, lời Chúa đây và thánh thể, tức là mình máu thánh mà chúng ta sẽ lãnh nhận. Khác biệt nhau là ở cái lời Chúa này. Mà lời Chúa này cũng là một của ăn khi tham dự thánh lễ. Xin Chúa kêu mời chúng ta tham dự bàn tiệc của Đức Kitô qua giáo hội dọn sẵn cho chúng ta. Không chỉ là bàn tiệc mình Chúa mà chúng ta rước lễ, mà đây cũng là cái bàn tiệc. Cái của ăn nuôi sống chúng ta không chỉ là mình máu thánh Chúa, cũng như ăn mà nuôi dưỡng tình yêu trong đời sống gia đình, đời sống cá nhân của các cộng đoàn của chúng ta, không chỉ là những của ăn vật chất mà còn là cái của ăn tinh thần, cái sức hướng dẫn, cái sức thuyết phục này kia. Để với cái của ăn này nó sẽ biến đổi đời tôi. Chỉ có lời Chúa mới có thể biến đổi đời tôi. Nếu tôi Chúa mới có thể biến đổi đời tôi. Nếu tôi đón nhận lời Chúa là ánh sáng, là kim chỉ nam cho cuộc đời của tôi. Còn nếu không, chúng ta sẽ tham dự thánh lễ. Nếu một Chủ nhật như mọi Chủ nhật, chúng ta, xin lỗi quý vị, chúng ta sẽ là người mê tín trong cái đức tin của chính mình. Bởi vì mình tham dự thánh lễ mà mình chả hiểu cái gì cả. Cái ơn Chúa không thể tác động thay đổi đời sống mới của tôi, là bởi vì tôi không đón nhận cái gì mới cả. Lễ nào cũng như lễ nào, xong amen đi về, lễ xong chúc anh chị em về bình an hết. Vậy thì nếu hôm nay cái gì là mới, cái gì là của ăn tinh thần thiêng liêng Thiên Chúa qua giáo hội muốn gửi đến chúng ta, để chúng ta sống như là ánh sáng cho đời của tôi, ít nhất là trong tuần lễ này tới đây, tôi Chủ nhật xong. Hôm nay đầu lễ, một người trong ca đoàn đã đọc cái lời dẫn mà có nhấn mạnh đến cái ý tưởng này trong bài tin mừng hôm nay. Thầy không để anh em mồ côi, thầy sẽ đến với anh em. Mồ côi khiếp lắm, ai cũng sợ mồ côi. Mồ côi không chỉ là mất cha mất mẹ về phương diện xác thịt máu mủ, còn có nhiều thứ mồ côi trong cuộc đời lắm, có phải không quý ông bà và anh chị em? Có phải không? Có thể tôi vẫn còn cha mẹ ông bà, có thể tôi vẫn còn tất cả những cái tiền ghi, những cái gì bảo đảm cho đời sống thể lý của tôi, nhưng mà tôi vẫn mồ côi. Bởi vì tôi không có hạnh phúc, là tôi mồ côi thôi. Tôi sống một mình, không thông cảm ai, không ai thông cảm tôi, không ai chia sẻ với tôi. Tôi không chơi với ai và không ai chơi với tôi. Mồ côi rồi, mồ côi rồi. Trong chính cái đời sống vật chất, dù là sung túc của tôi vẫn là người bất hạnh. Mồ côi là gì? Mà không mồ côi là gì? Danh vọng à? Chức quyền à? Zero. Vua quan thế gian à? Xin lỗi, kể cả người vợ, người chồng của tôi có thể bỏ rơi tôi một cách dễ dàng vì một mục đích nào đó, tôi sẽ mồ côi. Như thế, đó là con người. Còn bây giờ câu hỏi được đặt ra, Chúa nói với chúng ta là Ngài bảo đảm với chúng ta là Ngài sẽ không để chúng ta mồ côi, Ngài sẽ đến với chúng ta và tâm hồn chúng ta sẽ vui mừng. Tôi là một người có đạo,
tôi tham dự thánh lễ Chủ nhật 17 tháng 5 hôm nay, tôi có tin điều đó không? Mà nếu tôi không tin, làm sao tôi trả lời cho những người hỏi tôi tại sao mày đi đạo, tại sao mày đi nhà thờ làm cái gì? Tôi có tin điều đó không? Thế thì một kết luận giống như là một cái giới thiệu đề nghị với cộng đoàn quý ông bà và anh chị em, làm sao để có Chúa luôn ở cùng mình, để mình dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, đại dịch thế là chiến tranh hay hận thù hay bị mọi người trên thế giới này bỏ rơi, tôi cũng vẫn không mồ côi bởi vì có Chúa ở cùng tôi, làm sao để được như thế? Hôm nay Chúa nói rất rõ ràng, ai yêu mến thầy, Cha thầy sẽ yêu mến người đó, thầy cũng sẽ yêu mến người đó, và thầy sẽ tỏ ra cho người đó. Thầy chính là đấng đã sống lại, chết và sống lại để cho chúng ta được không mồ côi, được bình an và niềm vui rồi. Ngài khẳng định như thế. Vấn đề là tại sao tôi vẫn còn mồ côi trong cõi đời này? Thưa bởi vì tôi chưa yêu mến Ngài. Vì chưa yêu mến Ngài cho nên khi Ngài có tỏ ra cho tôi cũng không đón nhận được. Là bởi vì tôi đang bị che phủ, bị ngăn cản bởi tiền tài, bị công danh sự nghiệp, bởi cái vụ này, bởi cái vụ kia, nhiều cái thứ trong cuộc đời này làm ngăn cản, làm tôi chưa hết lòng hết sức để yêu mến Chúa như Ngài muốn và như tôi muốn. Và khi chưa được yêu như thế thì rõ ràng Chúa có đến cũng không tỏ ra cho mình được. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, ai yêu mến thầy, Ngài nói nha, chứ không phải tôi, thì sẽ giữ các giới răn của thầy. Chúng ta xét lại, từ trước tới giờ tôi có giữ giới răn của Chúa không? Nếu tôi chưa hoặc không giữ giới răn của Chúa, tôi xin Chúa cái gì? Tôi xin vào một đấng mà tôi không tin, tôi không yêu mến, thì làm sao tôi có được? Vấn đề trên hết, tôi có tin Chúa đấng toàn năng không? Tôi có tin Chúa đấng có thể ban phát cho tôi mọi sự, những cái mà thế gian người đời không thể cho tôi á, tôi có tin điều đó không? Chỉ có những người tin, người đó mới yêu. Và khi người nào yêu thì người đó mới giữ những cái điều mà Thiên Chúa, người đấng kia mong muốn ở nơi tôi. Thì lúc đó tôi mới có được điều tôi mơ ước. Và lúc đó tôi sẽ không còn mồ côi nữa. Thưa quý ông bà và anh chị em, Chủ nhật 17 tháng 5 2020 này, một lần nữa chúng ta được kêu mời để nhờ sức sống phục sinh của Chúa sống lại, nhắc nhở cho chúng ta hãy thay đổi cái đời sống đạo của chúng ta, ít nhất là trong cái suy nghĩ, cái chủ quan của chính mình, để tham dự thánh lễ Chủ nhật nó không còn là thánh Chủ nhật nào như chủ nhật nào nữa, mà là Chủ nhật nào thì không như Chủ nhật nào cả. Để cho cái lời Chúa trở thành của ăn nuôi tôi trong tuần đó, để mình máu thánh của Chúa trở thành sức chiến đấu và là sự chiến thắng cho tôi trong cuộc đời này, bất chấp mọi cám dỗ, mọi thử thách, mọi gian nguy, kể cả đại dịch. Bởi vì có Chúa ở cùng tôi còn lo lắng chi, tôi còn sợ hãi gì? Lạy Mẹ Trời Kiều mến yêu, mà giáo phận Đà Nẵng chúng ta tôn vinh Mẹ trong suốt năm nay, dù bị cản trở bởi đại dịch, xin Mẹ luôn ở cùng giáo phận, mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận, và cầu bầu đồng hành với chúng con, để chúng con biết trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng con biết tin và yêu Chúa như Mẹ đã tin và yêu. Amen. Thank you.